Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu của tác giả Ái Ngoạn Hữu Ngận Thái. Tập 46. Chương 451, tình hình ở tầng 2. Trên cầu thang dẫn lên tầng 2 dường như có một con quỷ, nghe thấy tiếng động dưới lầu, có vẻ như nó muốn xuống cầu thang. Trong khi đó, ở bậc thang dưới lại xuất hiện một hiện tượng linh dị kỳ lạ và không thể hiểu được, một đôi dép gỗ giống như của người già bỗng dưng xuất hiện. Tô Viễn chắc chắn rằng đôi dép này không tồn tại trước khi hắn bước lên bậc thang, ít nhất hắn không phát hiện ra sự hiện diện của nó. Vậy thì rõ ràng có thể đưa ra một kết luận. Đôi dép xuất hiện sau khi hắn bước lên bậc thang có thể là một linh dị chưa biết, hoặc đây chính là một con quỷ. Vì vậy, cách tốt nhất để xác nhận điều này là thử đánh dấu. Việc đánh dấu từ một góc độ nào đó rất hữu ích, nó có thể giúp xác định liệu thứ mình đang đối diện có phải là một con quỷ gốc hay không. Nếu đúng, Tô Viễn sẽ không do dự sử dụng đinh quan tài để đóng chết đôi dép này. Hệ thống, đánh dấu cho ta. Tuy nhiên, khi Tô Viễn cố gắng đánh dấu, hệ thống không phản hồi, khiến hắn nhíu mày. Không phải là gốc. Tô Viễn dấy lên nghi ngờ, lúc này hắn không thể xác định tình hình hiện tại là gì, nên quyết định sử dụng bóng ma dưới chân. Đó là bóng ma. Bóng ma lan tỏa đến đôi dép gỗ, dễ dàng phủ lên đôi dép mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Nhận thấy tình huống này, Tô Viễn càng cảm thấy kỳ lạ. Đây rõ ràng chỉ là một đôi dép gỗ bình thường, dường như không có linh dị gì, nhưng tại sao nó lại đột ngột xuất hiện sau lưng hắn? Nghĩ mãi không ra, Tô Viễn quyết định không suy nghĩ nữa. Người và người quả nhiên không thể so sánh, hắn cũng không phải loại người ngự quỷ thông minh. Có lẽ cần nhờ Dương Gian giúp đỡ, để hắn ghép não của Vương Tiểu Minh vào sử dụng, dù sao tên đó về mặt trí thông minh thì không có gì phải bàn cãi. 10 người ngự quỷ cũng không sánh được với hắn. Không thể nghĩ ra, Tô Viễn quyết định tạm thời không để ý, nhưng thứ này vẫn làm hắn chướng mắt, nên dùng bóng ma đẩy nó vào góc tối. Sau đó, hắn nhìn lên phía trên cầu thang, ở đó dường như cũng có một con quỷ đang chờ đợi hắn. Khi Tô Viễn bước vào ngôi nhà quỷ này, trên đường bên ngoài có hai người đang ngồi chồm hổm, họ chăm chú nhìn vào ngôi nhà, dường như hy vọng ai đó sẽ bước ra. Này, ma lữ, cậu nghĩ liệu hai người vừa vào đó có thể dễ dàng ra khỏi ngôi nhà này không? Rõ ràng, đây chính là cô gái vừa tốt bụng khuyên Tô Viễn rời đi, sau khi không thuyết phục được, cô lại trốn sau rèm cửa quan sát. Cho đến khi Tô Viễn cũng đi vào, cô mới chạy ra và kéo theo người bạn Thanh Mai Trúc Mã của mình. Huệ tử, cậu không phải nói rằng vừa thấy họ vào không lâu đã biến mất sao? Chắc chắn là không ra được đâu. Ngôi nhà này là nhà quỷ, bên trong chắc chắn có yêu quái hoặc địa ngục linh, người vào không có kết cục tốt đâu. Vậy chắc chắn họ sẽ gặp nguy hiểm rồi. Gương mặt của cô gái được gọi là Huệ tử hiện lên vẻ tiếc nuối. Loại, người này cô đã gặp nhiều. Đặc biệt là khi ngôi nhà này mới nổi danh là nhà quỷ, đã thu hút rất nhiều người yêu thích sự kỳ lạ. Thật đáng tiếc, người vào rồi không bao giờ ra được, sau đó không hiểu sao sự việc này bị đè xuống, mới yên bình trở lại. Hy vọng họ có thể an toàn trở về, chúng ta về thôi, Huệ tử. Đã rất muộn rồi, đứng ở đây cũng thật đáng sợ. Nói rồi, chàng trai ma lữ ngẩng lên nhìn bầu trời tối om, không biết có phải do ảo giác. Anh cảm thấy dường như có gì đó đang nhìn mình. Nhưng dù cố gắng mở to mắt nhìn, anh vẫn không thấy gì. Bầu trời đêm hôm nay dường như đục ngầu hơn bình thường, thời điểm này đáng lẽ phải có nhiều sao sáng. Có phải do mây đen không? Nhưng dự báo thời tiết đâu có nói mai sẽ mưa. Nghĩ mãi không ra, ma lữ cũng không bận tâm nữa, nhưng khiến hắn thấy lạ là tại sao Huệ tử lại im lặng thế này. Đây không giống phong cách của cô. Thường ngày cô luôn ríu rít như một chú chim nhỏ, hoạt bát, dễ thương, xinh đẹp, ngây thơ. Tâm tư của chàng trai luôn đầy sự tò mò, đặc biệt ở độ tuổi này, tình cảm mập mờ như chồi non mới mọc. Mong muốn tình yêu nhất, từ lâu đã có cảm tình với người trong lòng, chỉ là ngại ngùng không dám mở lời. Nhưng khi anh lén nhìn trộm khuôn mặt nghiêng của cô gái, lại không khỏi bị sốc, nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng. Cô gái đáng yêu sống động vừa rồi giờ đây ngồi im lặng, nhưng cái đầu đáng yêu không cánh mà bay, thay vào đó là một cơ thể không đầu. Máu không ngừng chảy ra từ cổ của thi thể,
Cùng lúc đó, một cái đầu người trắng bệch từ từ bay lên, khuôn mặt trên đó rất quen thuộc, chính là Huệ Tử mà anh thầm yêu từ lâu. Bạch! Đột nhiên, lại một vật rơi từ trên trời xuống, vỡ nát dưới chân ma lữ. Cùng lúc đó, một mùi hôi thối lan tỏa. Chàng trai đờ đẫn nhìn xuống, cũng là một cái đầu người thối rữa. A a a a a, hình như ta nghe thấy ai đó hét lên. Nghe thấy tiếng hét từ đâu đó, Tô Viễn nhíu mày, nhưng khi lắng nghe kỹ hơn, tất cả âm thanh lại biến mất. Ảo giác, nghe nhầm, hay tình hình bên ngoài càng nghiêm trọng. Tô Viễn nghĩ thầm, nhưng dù có nghiêm trọng hơn thì với hắn cũng không ảnh hưởng nhiều. Nghĩ vậy, hắn tiếp tục nắm tay Toshio đi lên cầu thang, ý định lên tầng 2. Cầu thang khá dốc và hẹp, mỗi khi bước lên, gỗ kêu lên tiếng kẽo kẹt không thể tránh khỏi. Dù tiếng không lớn, nhưng trong môi trường tối tăm, yên tĩnh và áp lực này, âm thanh đó trở nên đặc biệt rõ ràng. Kẽo kẹt. Tô Viễn chỉ vừa bước một bước, từ trên lầu lập tức có tiếng đáp lại, có một tiếng bước chân nặng nề dường như đang đi xuống từ lầu trên. Tiếng đó lại xuất hiện. Tô Viễn nghĩ thầm, nhưng không hề do dự mà tiếp tục bước lên. Với tình trạng hiện tại, hắn không cần phải sợ hãi nhiều, có thể trực tiếp nghiền nát mọi thứ, vì vậy hắn không sợ con quỷ có thể đang đi xuống cầu thang. Nhanh chóng, hắn bước thêm vài bậc, và bây giờ hắn đã có thể nhìn thấy tình hình ở tầng 2. Chương 452, sự dọn dẹp của Toshio. Tầng 2 cũng tối om, chịu ảnh hưởng của những linh dị chưa biết, dù có quỷ nhãn cũng không nhìn rõ. Nhìn qua vài lần, Tô Viễn thu lại ánh mắt, chuẩn bị tiếp tục bước lên cầu thang. Nhưng lúc này, Toshio đột nhiên rút tay ra khỏi tay hắn, tự động bước một bước xuống bậc thang. Tô Viễn lập tức giật mình, quay đầu lại nhìn, ánh mắt liền trở nên sắc bén. Phía sau hắn, đôi dép gỗ bị vứt đi lại xuất hiện, và lần này vị trí xuất hiện còn gần hơn lần trước, chỉ cách khoảng 2 bậc thang phía sau. Toshio dường như nhận thấy điều này nên dừng lại, bắt đầu đối phó với linh dị không rõ phía sau. Rốt cuộc đó là thứ gì? Tô Viễn trầm ngâm, lập tức nhận ra hắn đã bị quỷ theo dõi. Chẳng lẽ thứ quỷ này cũng liên quan đến con quỷ trên cầu thang, muốn tấn công từ hai phía? Xem ra rất khó tránh khỏi, nếu không thể tránh được thì phải đối mặt một lần. Nghĩ thông suốt, Tô Viễn thực hiện một thí nghiệm. Không chút do dự, hắn trực tiếp giơ chân lên rồi liên tục dẫm mạnh lên bậc thang gỗ, ánh mắt dán chặt vào góc khuất của cầu thang. Cầu thang gỗ phát ra tiếng kêu cọt kẹt. Ngay sau đó, Tô Viễn rõ ràng nghe thấy tiếng bước chân nặng nề từ cầu thang trên đi xuống. Hắn không đoán sai, muốn tránh bị con quỷ tấn công, âm thanh là một yếu tố then chốt. Không thể phát ra tiếng động trên cầu thang, nếu không quỷ sẽ theo tiếng mà đến. Nhưng dù nghe thấy tiếng bước chân đang tiến gần, hắn vẫn không thấy gì. Không thấy quỷ, cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Ngay lập tức, Tô Viễn cảm thấy chân mình bị kéo căng, một cảm giác lạnh lẽo chưa từng có truyền từ lòng bàn chân. Hắn cúi xuống nhìn, không biết từ khi nào, cùng với tiếng bước chân gần kề, đôi dép gỗ kỳ dị đã tự động mang vào chân hắn. Đây chẳng phải là quỷ hài sao? Tô Viễn thoáng hiện lên ý nghĩ rùng rợn, hắn không thể cử động được nữa. Khi đôi dép gỗ chạm vào chân, hắn như bị quỷ ám, toàn thân cứng đờ và lạnh lẽo, lờ mờ bắt đầu phân hủy, mùi xác chết thối rữa phát ra. Cùng lúc đó, tiếng bước chân cũng xuất hiện. Trong khoảnh khắc đó, Tô Viễn cảm thấy choáng váng, ý thức như muốn biến mất, cả người đứng không vững, dường như sẽ ngã ngay tại cửa cầu thang, như chết đột ngột. Nhưng nhờ có đôi dép gỗ, hắn vẫn giữ được thăng bằng một cách kỳ dị. Hắn bị quỷ tấn công, hơn nữa còn bị tấn công bởi hai linh dị cùng lúc. Mơ màng, Tô Viễn cảm thấy có một cảm giác lạnh lẽo khó tả quanh quẩn bên cạnh, như có ai đó đi lại xung quanh hắn, phát ra tiếng bước chân nặng nề. Gru, gru, gru. Cùng lúc đó, tiếng kêu kỳ quái của Kazako cũng đột ngột vang lên trong đầu, như đang đối kháng với linh dị, kéo lại ý thức của hắn. Dường như cũng chính vì phát hiện Tô Viễn chưa chết, tiếng bước chân không rời đi, mà bắt đầu đi vòng quanh hắn. Nhưng lúc này, Tô Viễn vẫn được Kazako bảo vệ, đòn tấn công chết chóc dường như trực tiếp nhắm vào ý thức không có tác dụng. Tô Viễn vẫn giữ được ý thức, vài lần sau đó, tiếng bước, chân dần biến mất, dường như rời xa, hoặc là xác định rằng Tô Viễn đã chống lại được linh dị, không còn phù hợp để tấn công. Cuộc tấn công đáng sợ, ánh mắt Tô Viễn lóe lên một tia lạnh lẽo khó tả,
hắn bắt đầu hiểu tại sao Nakamura lại thất bại ở đây. Với sự khủng khiếp của ngôi nhà này, đừng nói là ngự quỷ giả điều khiển một con quỷ, dù có điều khiển hai con quỷ cũng phải chịu thua. Ngôi nhà này thực sự quá nguy hiểm, đầy rẫy những linh dị đáng sợ, không hổ danh là nhà quỷ. Tính ra đây đã là lần thứ ba Kazako cứu hắn, dù Kazako rất lười, bình thường không xuất hiện, nhưng không thể phủ nhận vai trò của nó rất lớn, ít nhất có nó, hầu hết các đòn tấn công nguyền rủa đều có thể chống đỡ được. Những đòn tấn công này đều là loại tấn công chết chóc kỳ lạ, nếu không có Kazako, đổi lại là người khác, trừ khi nắm giữ khả năng tái khởi động, nếu không sẽ bị giết chết, không có khả năng sống sót. Con quỷ đang lang thang trong ngôi nhà này thực sự đáng sợ, một khi bị nó theo dõi, là chết chắc. Lúc này, nhìn đôi dép gỗ đang mang, Tô Viễn nhận ra sự bất thường, đôi dép này quả nhiên chỉ là hiện tượng linh dị chưa biết. Khi chưa bị mang vào, nó chỉ là đôi dép gỗ bình thường, nhưng khi mang vào, có thể thấy đó là một đôi tay không có da, máu me, đang nắm chặt cổ chân hắn. Đôi tay này không tầm thường, dù không có quy luật giết người chết chóc, nhưng khi nắm chặt, khiến người không thể cử động, đồng thời cơ thể bắt đầu phân hủy. Giống như hiện tại, dù mới mang đôi dép này một lát, Tô Viễn đã cảm thấy cơ thể bắt đầu phân hủy, xuất hiện vết thâm tím và phát ra mùi hôi thối. Trước tình hình này, Tô Viễn vẫn không hề hoảng loạn. Dĩ nhiên, nếu không có sự chuẩn bị, hắn sẽ không liều lĩnh như vậy. Hiện tượng linh dị của đôi dép gỗ này, khi mang vào chân, nó cũng bị hạn chế, đây chính là điều Tô Viễn muốn. Nhưng mọi chuyện có thật sự kết thúc? Chưa hẳn. Ngay khi Tô Viễn chuẩn bị sử dụng bóng ma của Sở Nhân Mỹ để tái khởi động, đột nhiên, một tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên. Đây là quỷ gọi điện. Trong nháy mắt, một cảm giác rùng rợn bao trùm lên hắn, Tô Viễn mặt biến sắc. Bởi vì hắn không mang theo điện thoại khác, ngoại trừ điện thoại vệ tinh của tổng bộ, nhưng điện thoại đã bị hắn đơn phương ngắt kết nối. Có thể nói, điện thoại vệ tinh hắn đang cầm ngoài chức năng định vị, cơ bản chẳng khác gì một cục gạch. Hơn nữa, điện thoại của tổng bộ không phải là loại linh dị bình thường có thể xâm nhập, dễ dàng có thể kết luận. Chỉ có quỷ gọi điện mới có loại linh dị này, ngay cả điện thoại vệ tinh của tổng bộ cũng có thể xâm nhập. Sự khủng khiếp của quỷ gọi điện là không thể bàn cãi, nó đứng đầu trong danh sách linh dị trên một trang web, một khi bị nó theo dõi. Không phải chỉ cần không nhận điện thoại là an toàn, ngay cả khi chọn cúp máy hoặc vứt điện thoại đi, cũng vô ích. Khi tiếng chuông kết thúc, bạn sẽ chết. Đây là đòn tấn công chết chóc của linh dị. Nói cách khác, từ khi tiếng chuông bắt đầu đến khi kết thúc, chưa đầy một phút, sẽ là thời gian cuối cùng của bạn. Nghĩ đến đây, Tô Viễn không khỏi nhíu mày, nhìn về phía Toshio. Toshio lập tức hiểu ý, ngay sau đó, trong ngôi nhà vang lên âm thanh kinh dị đáng sợ. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Khủng Bố Sống Lại Đánh Dấu của tác giả Ái Ngoạn Hữu Ngận Thái tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 453, Điều khiển dị thường. Theo chỉ thị của Tô Viễn, Toshio mở miệng, lộ ra hàm răng sắc nhọn và sâu thẳm như vực thẳm. Một loại âm thanh đầy quái dị từ miệng của nó lan tỏa ra, đó là những tiếng cười kỳ lạ, mang theo một sự lôi cuốn kỳ dị, khiến người nghe dường như cũng muốn cười theo. Nhưng ngay sau đó là một loạt tiếng khóc quái dị, trong tiếng khóc chứa đựng một nỗi buồn khó tả, khiến người nghe không thể kìm nén được sự bi thương và muốn khóc theo. Rất kỳ lạ, rõ ràng chỉ có một cái miệng, nhưng lại phát ra hai loại âm thanh hoàn toàn khác nhau. Một là tiếng khóc, một là tiếng cười, như thể trong cổ họng của Toshio còn có hai cái miệng khác nhau. Những âm thanh quái dị này chính là linh dị của Toshio, chứa đựng sức mạnh đáng sợ, có thể dễ dàng giết chết người. Và điều đáng sợ nhất là, nếu ở trong một môi trường kín, âm thanh bị giữ lại trong một khu vực, loại linh dị này có thể được tăng cường. Giống như hiện tại, ngôi nhà rùng rợn này dường như có một loại đặc tính linh dị nào đó, có thể giữ lại những thứ bên trong, khiến những linh dị này trở nên đáng sợ hơn. Tô Viễn không biết trong ngôi nhà này có bao nhiêu con quỷ, nhưng trong tình huống này, để Toshio dùng tiếng cười và tiếng khóc để thanh tẩy nơi này là điều hợp lý nhất. Những tiếng khóc và tiếng cười đáng sợ vang vọng trong ngôi nhà, gần như đè bẹp âm thanh của điện thoại quỷ. Nhưng điều này không có nghĩa là kết thúc, một khi tiếng khóc và tiếng cười dừng lại, lời nguyền của điện thoại quỷ vẫn sẽ bùng phát. Điều đáng sợ hơn vẫn đang tiếp diễn. Tiếng cười và tiếng khóc quái dị bắt đầu cộng hưởng với âm thanh vọng lại. Linh dị đáng sợ này được tăng gấp đôi,
và khi âm thanh vọng lại còn có thể tạo ra một sự cộng hưởng lần nữa. Lúc đó, không phải là gấp đôi mà là tăng gấp 8 lần, vì đây là kết quả của việc tiếng cười và tiếng khóc của Toshio được sử dụng cùng lúc. Nếu không ngăn chặn hai loại linh dị này, thì trong một khoảng thời gian nữa, độ kinh hoàng sẽ tăng lên rất nhiều. Chỉ cần cho Toshio một chút thời gian, không gì có thể ngăn cản được sự tấn công linh dị của nó. Và âm thanh này không phải là ở nơi trống trải, mà là trong một căn phòng kín. Đây là nỗi kinh hoàng thực sự không có lối thoát. Lúc này, lần cộng hưởng đầu tiên đã truyền tới, trong nháy mắt, sự đè nén kinh hoàng đã hình thành. Cặp guốc gỗ kỳ lạ dưới chân Tô Viễn đã mất đi cảm giác bị kiềm hãm khi âm thanh cộng hưởng truyền tới. Guốc gỗ không còn truyền tải cảm giác lạnh lẽo và quái dị. Tiếng chuông điện thoại quỷ lập tức bị ngắt quãng, nhưng Tô Viễn vẫn chưa chết. Tiếng bước chân kẽo kẹt từ trên lầu lại vang lên, như thể có thứ gì đó đang nhanh chóng rời xa. Nhưng không có ích gì, vì căn phòng dù sao cũng chỉ có diện tích nhất định, cho dù có rời xa, cũng không thể đi đâu được. Cùng lúc đó, trong phòng khách mà Tô Viễn đã đi qua, trên chiếc ghế sofa không người, dường như xuất hiện một hình bóng kỳ lạ, bóng dáng mờ ảo lượn lờ, bị tiếng cười và tiếng khóc của Toshio làm cho biến dạng. Nếu là những người ngự quỷ khác, trong cuộc tấn công này chắc chắn đã chết, ngay cả khi ác quỷ sống lại cũng sẽ bị đè nén. Tạm thời không nói đến sự bất thường trong căn phòng, trong khi Toshio thực hiện việc thanh tẩy, Tô Viễn tiến hành khởi động lại. Chỉ thấy màu sắc trên người hắn nhanh chóng biến mất, trong nháy mắt, biến thành một cái bóng đen kỳ dị và cái bóng dưới đất nhanh chóng đứng lên, hiện ra một hình người sống động. Là Tô Viễn, hắn đã sử dụng năng lực khởi động lại của quỷ ảnh và khôi phục lại trạng thái ban đầu. Lúc này, hắn cũng không nhàn rỗi, rất nhanh, Kazako từ trong cơ thể hắn bước ra, đứng vào vị trí của quỷ ảnh, mang đôi guốc gỗ. Hay có thể nói, giày của Kazako đã tìm thấy, mặc dù đôi guốc gỗ này mang phong cách Nhật Bản rõ rệt, nhưng khi mang trên người Kazako, nhìn vẫn có chút không hợp. Nhưng hiện tại chỉ có thể tạm dùng trước, sau khi tìm được đôi giày phù hợp hơn thì thay sau. Với cấp độ đáng sợ của Kazako, việc ngự đôi guốc gỗ này rõ ràng là thừa sức. Nhìn Kazako mang guốc gỗ mà không có bất kỳ vấn đề gì, ánh mắt Tô Viễn lóe lên, sau đó nói, hệ thống, đánh dấu cho ta. Đánh dấu thành công, nhận được vật phẩm, quỷ nến. Lần này hệ thống không làm khó, đưa ra quỷ nến màu đỏ, nhìn một lúc, Tô Viễn cất kỹ. Và lúc này, lần cộng hưởng thứ ba cũng đã tới, lần này rõ ràng càng đáng sợ hơn, ngay cả Kazako dường như cũng bị ảnh hưởng. Chiếc áo xanh của nàng không gió mà tự động, trong bóng tối, dường như phát ra ánh sáng xanh lờ mờ. Đột nhiên, trong phòng khách mà Tô Viễn đã đi qua, có một tiếng vang nhỏ, như thể có thứ gì đó bị vỡ. Tô Viễn lập tức chú ý, suy nghĩ, trong phòng khách có thứ gì? Có thể lúc trước ta đã bỏ qua, không? Có lẽ không phải ta bỏ qua, mà là nơi đó vốn dĩ có vấn đề, nếu không có đủ mức độ linh dị thì không thể phát hiện ra. Nhưng vì Toshio, tiếng khóc và tiếng cười cộng hưởng phá vỡ sự cân bằng ở đó, nên mới để lộ sự bất thường trong phòng khách. Nghĩ đến điều này, Tô Viễn quyết định quay lại kiểm tra, nhưng cần đợi thêm chút nữa. Kazako đã có giày, nhưng vẫn còn thiếu vài thứ, tiếng bước chân kỳ lạ trên cầu thang cũng không thể bỏ qua. Có thể đó là một lời nguyền phải chết nào đó, cần phải để Kazako tìm ra, sau đó trực tiếp ngự, như vậy mới không uổng công đến đây. Nghĩ vậy, Tô Viễn để Toshio dừng lại. Quỷ không thể bị giết, chỉ có thể bị đè nén, một khi linh dị của Toshio dừng lại thì rất nhanh chúng sẽ phục hồi khả năng hành động. Rất nhanh, sau khi Toshio ngừng, linh dị cộng hưởng biến mất và đôi guốc gỗ dưới chân Kazako vẫn bình thường, không có bất kỳ động tĩnh nào. Có thể thấy là bị linh dị của Kazako đè nén, điều này chứng minh rằng linh dị giữa các mảnh ghép có thể trực tiếp điều khiển để sử dụng. Nhưng như vậy, việc sử dụng hệ thống để hoàn thiện và việc trực tiếp thu thập các mảnh ghép có gì khác nhau, thật khó để phân biệt. Nhưng hiện tại không phải lúc nghĩ về vấn đề này, theo chỉ thị của Tô Viễn, Kazako bước đi, phát ra tiếng bước chân tạch tạch tạch, kết hợp với tiếng kẽo kẹt của cầu thang gỗ, trong căn nhà yên tĩnh trở nên vô cùng lớn. Rất nhanh, tiếng bước chân kỳ lạ trên lầu lại xuất hiện, quỷ lại bị thu hút đến. Chương 454, tăng cường sức mạnh của Kazako. Lần này, người thu hút con quỷ mạnh mẽ không còn là Tô Viễn nữa mà là Kazako. Có lẽ do tác động của linh dị từ Toshio, con quỷ tạm thời bị áp chế,
nên không có động tĩnh gì. Nhưng điều đó không có nghĩa là con quỷ đó không đáng sợ. Ngược lại, đây là một con quỷ cực kỳ đáng sợ. Chỉ là vì tiếng khóc và tiếng cười của Toshio cộng hưởng với nhau tạo ra một sức mạnh không thể giải thích được, khiến con quỷ tạm thời không hành động và bị áp chế bởi sự cộng hưởng của hai loại linh dị này. Nhưng khi sự áp chế linh dị biến mất, con quỷ lại tiếp tục có khả năng hành động. Dựa vào tình huống vừa rồi, con quỷ này có vẻ bị thu hút bởi âm thanh. Theo lý thuyết, tiếng khóc và tiếng cười của Toshio cũng có thể thu hút nó, nhưng vì đó là linh dị nên có nhiều yếu tố không chắc chắn. Có lẽ là tiếng bước chân lên xuống cầu thang, quy luật nhất định liên quan đến âm thanh. Giống như hiện tại, tiếng động mà Kazako phát ra cũng tương tự. Nếu là người, một khi phát ra tiếng bước chân, con quỷ sẽ không ngừng tiếp cận và khi người và quỷ đến gần nhau ở một khoảng cách nhất định, người sống sẽ chết chắc. Ánh mắt Tô Viễn lóe lên khi phân tích tình huống vừa rồi. Mặc dù phân tích không chắc chắn đúng, nhưng quy luật giết người của con quỷ này hắn đã phần nào nắm được. Tuy nhiên, đây chỉ là suy đoán và chưa đủ chi tiết. Dù sao thì qua một lần thử nghiệm, hắn cũng đã thu được một số thông tin hữu ích. Tiếp theo, mọi chuyện sẽ phụ thuộc vào Kazako. Nếu Kazako cũng có thể thành công trong việc ngự loại âm thanh kỳ dị này, chắc chắn sẽ làm tăng sức mạnh linh dị của mình lên một tầm cao mới. Nghĩ vậy, Tô Viễn nhìn xuống hành lang tối đen bên dưới. Có vẻ như do tác động từ linh dị của Toshio, căn nhà ma quái này đã xảy ra một số biến đổi không rõ ràng, khiến mọi thứ trở nên rõ ràng hơn một chút. Lần này, hắn đã phát hiện ra những dấu vết mà trước đây không thể thấy, có những nơi bị phá hoại cố ý. Trên sàn còn sót lại vỏ đạn vàng, dường như có ai đó đã đối đầu với thứ gì đó ở đây. Những dấu vết này có lẽ do những người đã vào đây trước để lại, chắc chắn không. Thiếu những người ngự quỷ, nếu không sẽ không có những vỏ đạn đặc biệt như thế. Quả nhiên, trước đây cũng có người ngự quỷ đã vào đây. Họ đã trải qua nguy hiểm và cố gắng thoát ra, nhưng bị ngôi nhà ma này giam cầm và không thể thoát ra, chỉ có thể chiến đấu hết mình, cuối cùng tất cả đều bị quỷ trong nhà giết chết. Nếu không vì ngôi nhà này có khả năng giam cầm quỷ, vụ linh dị này ít nhất có thể định tính là cấp A. Trong khi Tô Viễn suy nghĩ như vậy, tiếng bước chân kỳ dị càng lúc càng gần khi Kazako tiến lên. Cầu thang này cũng mang một số điểm bất thường, bởi vì theo lý thuyết, cầu thang giữa tầng 1 và tầng 2 không nên dài như vậy. Nhưng ở đây, khoảng cách dường như đã thay đổi, cầu thang bị tác động bởi linh dị, trở nên dài hơn hẳn. Không biết có phải do con quỷ đó hay không, nhưng tình hình hiện tại rất nhanh sẽ rõ ràng. Kazako đã đến cầu thang, tiếng bước chân phát ra rất lớn, thu hút sự truy đuổi của con quỷ. Và cầu thang hẹp này vì sự xuất hiện của Kazako đã bị chặn đứng, không thể đi vòng qua, muốn tấn công Tô Viễn thì phải đi qua Kazako. Bất chợt, trên cầu thang hiện lên một bóng mờ, giống như là người, nhưng lại mang cảm giác quái dị, như thể có ai đó đang đi từ trên xuống, nhưng lại không thể nhìn thấy gì. Cầu thang hẹp chỉ đủ chỗ cho một người lên xuống, bình thường nếu có người lên xuống cầu thang thì phải nghiêng mình lách qua. Nhưng Kazako không có ý định nhường đường, nhất là khi Tô Viễn đã ra lệnh cho nàng đứng chặn ở đó. Mái tóc ma quái của Kazako rũ xuống, che phủ khuôn mặt, chỉ còn lại đôi mắt trắng đáng sợ, nàng mặc bộ váy ma màu xanh dương vẫn tiếp tục đi lên cầu thang. Hình thể nhỏ bé của nàng đứng giữa cầu thang chắn hết đường, muốn qua chỉ có thể ép mình đi qua hoặc không sợ nguy hiểm của quỷ mà trèo qua đầu. Nhưng có Tô Viễn ở đó sẽ không cho phép điều này xảy ra. Trong khi di chuyển, bóng ma phía sau Kazako biến thành một khối, hoàn toàn bịt kín mọi khe hở, mái tóc ma quái tung bay như một bó xúc tu chờ con mồi đến. Lúc này tiếng bước chân đã đến gần, từ tiếng bước chân trên cầu thang gỗ có thể phán đoán được tiếng bước chân ở ngay trước mặt Kazako, cách nhau chỉ khoảng 3 bậc thang. Khoảng cách này đã rất nguy hiểm, nếu là người, chắc chắn sẽ bị tiếng bước chân kinh hoàng tấn công. Nhưng lúc này, đối diện với Kazako, hai con quỷ gặp nhau trên cầu thang dường như đã tạo ra một sự thay đổi không lường trước được. Lúc này, Kazako đang đi lên bất chợt dừng lại, đôi chân đi trong đôi guốc gỗ không phát ra tiếng động nữa, cũng không tiếp tục đi lên. Dường như có một thứ gì đó không nhìn thấy chặn đứng bước tiến của nàng. Cùng lúc đó, tiếng bước chân đi xuống từ trên cầu thang cũng dừng lại, dường như cũng bị chặn lại ở một bậc thang nào đó, không tiếp tục đi xuống. Hoặc có lẽ tiếng bước chân cũng bị Kazako chặn lại. Hai bên dường như đang giằng co với nhau, không nhường bước, trong cái cầu thang hẹp này đối đầu với nhau một cách không thể hiểu nổi. Tô Viễn rõ ràng nhìn thấy,
Bóng ma và tóc ma của Kazako dường như bị nhiễu loạn, có một loại lực lượng linh dị không nhìn thấy can thiệp vào mọi thứ xung quanh, khiến bóng ma và tóc ma rung động, vặn vẹo, đến mức hắn không thể hoàn toàn kiểm soát, như thể vô hình mà bắt lấy thứ gì đó. Không có động tĩnh nữa, Tô Viễn nhíu mày, sau đó ánh mắt chăm chú nhìn vào con quỷ trên cầu thang. Tiếng bước chân biến mất và hành động của Kazako dừng lại là điều hắn biết, nhưng kết quả của sự việc thì hắn không dám khẳng định. Chờ đã, có lẽ đã có kết quả rồi. Đột nhiên, Tô Viễn thấy, trước mặt Kazako, bóng dáng của con quỷ từ trên xuống bắt đầu rõ ràng hơn. Hắn thậm chí đã có thể nhìn thấy đôi chân của con quỷ xuất hiện, trước đó chỉ là một cái bóng mờ. Tất cả dường như cho thấy con quỷ đang dần trở nên thực sự. Thành công rồi sao? Tiếng bước chân trên cầu thang đã bị Kazako ngự và trở thành một phần trong linh dị của nàng sao? Lập tức, Tô Viễn trông đợi nhìn cảnh trước mắt. Nếu điều này cũng khả thi, thì có nghĩa là hắn đã mở khóa thêm nhiều cách thức hành động hơn, sau này khi hành động sẽ có mục tiêu cụ thể hơn. Chỉ có điều, không biết liệu điều này có tiềm ẩn rủi ro nào không, cách tốt nhất là để hệ thống làm sạch lại một lần nữa. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Khủng Bố Sống Lại Đánh Dấu của tác giả Ái Ngoạn Hữu Ngận Thái tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 455, sự xuất hiện của xác chết. Trước mắt, trên người Kazako đang xảy ra một sự thay đổi nào đó. Giống như Tô Viễn đã dự đoán, âm thanh bước chân trên cầu thang đã trở thành một phần của nó, khiến mọi thứ trở nên có lợi hơn. Dù gì thì sở nhân Mỹ vốn đã có cấp độ đủ cao, nếu thêm vào âm thanh bước chân kích hoạt cái chết, mức độ khủng khiếp của cô ta sẽ tăng thêm một cấp độ nữa. Sau này đối đầu với những người ngự quỷ khác, chỉ cần tiếp cận là họ sẽ bị giết chết. Tô Viễn chăm chú nhìn vào cảnh trước mắt, chờ đợi kết quả mình mong đợi. Rất nhanh chóng, chỉ sau vài phút, Kazako trở lại và cầu thang đã trở lại bình thường. Những hiện tượng lạ vừa rồi đã biến mất, chỉ là khi Kazako trở lại. Sau lưng cô ta vang lên những tiếng bước chân khác hẳn, giống như có 2-3 người đang đi theo cô ta. Những tiếng bước chân gấp gáp này không phù hợp với động tác chậm chạp của sở nhân Mỹ, nhưng lại là một dạng linh dị chết người đáng sợ. Sau khi quan sát kỹ sở nhân Mỹ mà không phát hiện điều gì bất thường, Tô Viễn tiến vào cơ thể cô ta, rồi từ từ hòa nhập vào. Chỉ trong chớp mắt, một cảm giác linh động phát ra từ sở nhân Mỹ, như thể cô ta vừa sống lại. Đi lên tầng 2 xem sao. Lần này, không có gì cản trở Tô Viễn đi lên tầng 2 nữa. Với sự hoạt động của sở nhân Mỹ, âm thanh bước chân kỳ lạ gấp gáp vang lên, theo sát cô ta, và họ nhanh chóng lên tới tầng 2. Rất nhanh chóng, hình bóng khủng khiếp của Kazako đứng trước một cánh cửa kéo, bên cạnh là Toshio, hai con quỷ đứng cạnh nhau, nhìn vào căn phòng phía trước. Cánh cửa kéo trên tầng 2 giống hệt với cánh cửa dưới tầng 1, chỉ khác ở chỗ cửa này không đóng chặt, có một khe hở, như thể cửa đã được mở ra trước đó. Vì âm thanh bước chân đó sao? Tô Viễn nghĩ đến điều này rồi kéo cánh cửa mở ra, bước vào căn phòng vừa phát ra âm thanh. Đây dường như là phòng ngủ chính của gia đình này, bên trong khá rộng rãi và gọn gàng, không có dấu hiệu gì bị hủy hoại, như thể chủ nhà đã dọn dẹp trước khi đi. Nhưng mùi xác chết trong căn phòng này đậm đặc hơn những nơi khác. Như thể đây là nguồn gốc, mùi trong ngôi nhà này đều xuất phát từ đây. Phòng này có vấn đề. Đôi mắt ma quái của sở nhân Mỹ quét qua từng góc phòng để phát hiện bất kỳ điều gì bất thường. Cuối cùng, Tô Viễn nhìn chằm chằm vào tủ tường trong phòng. Đôi mắt ma quái không thể nhìn thấu nơi đó, khiến Tô Viễn cảm thấy có gì đó lạ lùng, chút do dự. Căn phòng không lớn, hắn đã tự mình kiểm tra hầu hết các chỗ. Nếu quỷ điện thoại thực sự ẩn trong căn phòng này, không còn nghi ngờ gì nữa, nơi cuối cùng có thể là tủ tường này hoặc căn phòng khách dưới tầng 1. Được rồi, mở ra xem. Sau một chút do dự, Tô Viễn quyết định. Với sức mạnh hiện tại, hắn không còn quá nhiều điều phải sợ hãi. Mặc dù ngôi nhà này có quỷ, nhưng mức độ đáng sợ đối với hắn không cao. Đối với hầu hết những người ngự quỷ khác, nơi này cực kỳ nguy hiểm, nhưng hắn có thể đối phó. Sự tự tin này đến từ sức mạnh của sở nhân Mỹ, Toshio và Kazako. Sức mạnh là cơ sở để đánh giá mọi thứ. Nghĩ vậy, Tô Viễn lập tức hành động. Sở nhân Mỹ tiến đến trước tủ, dùng bàn tay lạnh lẽo và trắng bệch của mình kéo cánh cửa tủ ra. Phịch. Ngay lập tức, một xác chết nam giới rơi ra từ tủ, toàn thân mục nát và bốc mùi, đã nằm đây nhiều ngày,
không thể nhận ra được. Nhưng điều kỳ lạ là xác chết này không mặc một mảnh vải nào, bị lột sạch sẽ, không chỉ có một xác chết. Tủ này đầy xác chết, Tô Viễn có thể nhận ra có ít nhất 6-7 cái, cả nam lẫn nữ, với mức độ phân hủy khác nhau. Xác mới nhất có vẻ mới chết hôm qua, cơ thể vẫn còn chút xác da khỏe mạnh. Xác chết xếp chồng lên nhau như những khối xếp hình, vặn vẹo và chèn ép nhau, nhét đầy không gian tủ, không còn khe hở nào. Và tất cả các xác chết đều không mặc quần áo, và trong căn phòng này cũng không tìm thấy quần áo của họ. Nhìn vào tủ đầy xác chết, Tô Viễn nhận thấy một xác chết rất quen thuộc. Đúng vậy, đó chính là Nakamura, người đã biến mất sau khi vào nhà. Hắn thực sự đã chết ở đây, nhưng câu hỏi là con quỷ mà hắn điều khiển đã đi đâu? Hoặc là con quỷ mà hắn điều khiển vẫn còn ẩn trong tủ này? Có rất nhiều xác chết ở đây, chắc hẳn là những người đã lạc vào căn nhà này trong nhiều năm qua. Không hiểu tại sao họ lại bị nhét vào tủ này, nhưng các xác chết này đều không bình thường, tất cả đều có dấu hiệu bị linh dị xâm nhập, không phải là chết tự nhiên. Và khuôn mặt của các xác chết rõ ràng có biểu cảm kỳ lạ, như đang khóc mà không phải khóc, cười mà không phải cười, rõ ràng là đã bị ảnh hưởng bởi linh dị của Toshio. Linh dị của Toshio đã phá hủy linh dị của các xác chết này, nếu không khi mở tủ, các xác chết này có thể đã tấn công Tô Viễn. Nhìn vào tủ đầy xác chết, Tô Viễn suy nghĩ sâu xa, đặc biệt là nhìn chằm chằm vào xác của Nakamura trong một thời gian dài. Rồi trong căn phòng tĩnh lặng, một giọng nói bình thản đột ngột vang lên, hệ thống. Đánh dấu cho ta. Đánh dấu thành công, nhận được vật phẩm, búp bê chết thay. Búp bê chết thay, thứ này không tệ. Với việc có được một vật phẩm linh dị bảo mệnh như vậy, Tô Viễn rất hài lòng, đặc biệt là xác nhận một điều rằng trong tủ này thực sự có một con quỷ. Có lẽ vì sở nhân Mỹ cũng là quỷ, không phù hợp để nó tấn công, nếu Tô Viễn đứng đó, chắc hẳn đã bị quỷ trong tủ tấn công. Thông thường, trừ khi có sự bổ sung của các linh dị khác nhau hoặc là quỷ đối kháng với quỷ, quỷ rất ít khi tấn công lẫn nhau, trừ khi là những loại quỷ đặc biệt. Vì vậy, Tô Viễn cười và bắt đầu kéo những xác chết ra khỏi tủ. Hắn cần tìm con quỷ đó. Chương 456, Mưu kế. Tô Viễn quyết định hành động. Sở nhân Mỹ lập tức đưa tay kéo những xác chết nhét trong tủ ra ngoài. Dù sao cô ta cũng là một con quỷ thực sự và sở nhân Mỹ còn có cấp độ khủng khiếp rất cao, trong khi những xác chết trong tủ chỉ bị ảnh hưởng bởi linh dị, cùng lắm chỉ trở thành quỷ nô. Đối diện với sự kéo kéo của sở nhân Mỹ, chúng hoàn toàn không có khả năng kháng cự. Khi bàn tay trắng bệch của sở nhân Mỹ chạm vào, những xác chết tiếp xúc không có hiện tượng kỳ lạ nào, dễ dàng bị kéo ra. Xác chết liên tục rơi xuống đất và Toshio không có việc gì làm, giống như phát hiện ra một vùng đất mới, bắt đầu chơi đùa với những xác chết. Tô Viễn nhận ra điều này nhưng không ngăn cản. Không biết có phải là ảo giác hay không, hắn cảm thấy Toshio dường như đang trưởng thành. Sự trưởng thành này không chỉ đơn giản là tăng mức độ khủng khiếp, mà còn dường như bắt đầu hình thành trí tuệ đơn giản nhất. Điều này khiến Tô Viễn hơi lo lắng, bản chất của quỷ chết đói sẽ trưởng thành thực sự khiến người ta kinh ngạc. Nhưng theo tình hình hiện tại, Toshio chỉ biểu hiện ra khả năng trí tuệ cơ bản của trẻ nhỏ, không giống như có khả năng suy nghĩ. Và Toshio chưa bao giờ vi phạm mệnh lệnh của hắn, điều này khiến Tô Viễn yên tâm phần nào. Nếu quỷ có thể suy nghĩ và có trí tuệ, thì điều đó sẽ quá đáng sợ, con người không còn đường sống. Lệ quỷ tuân theo quy luật giết người và lệ quỷ có khả năng suy nghĩ hoàn toàn là hai loại sinh vật khác nhau, loại thứ nhất vẫn còn dễ chịu, loại thứ hai mới thực sự khiến người ta tuyệt vọng. Trong khi Tô Viễn đang suy nghĩ về vấn đề này, xác chết trong tủ tiếp tục giảm đi. Dường như phá vỡ sự cân bằng nào đó trong ngôi nhà, khiến lệ quỷ ẩn nấp xuất hiện hiện tượng lạ. Lúc này, cửa kéo trong phòng mà Tô Viễn đang đứng đột ngột đóng lại. Đồng thời, những xác chết mục nát trên sàn mở mắt, khuôn mặt mang biểu cảm kỳ lạ như đang cười mà không phải cười, khóc mà không phải khóc. Ngoài ra, cửa tủ chứa đầy xác chết bỗng nhiên xuất hiện động tĩnh, như có thứ gì đó từ dưới đống xác chết đang xuất hiện. Tô Viễn phát hiện ra những điều bất thường này, ở dưới cùng của tủ, dưới những xác chết là đống quần áo rách rưới và đầy máu, có lẽ đã bị lột ra từ những xác chết. Khi sở nhân Mỹ vẫn đang kéo xác chết ra ngoài, đột nhiên, những xác chết còn lại trong tủ đều rơi xuống, mỗi xác đều mở mắt, mang biểu cảm kỳ lạ, như chết không nhắm mắt. Tiếp đó, từ sâu trong tủ, từ nơi bị chôn vùi bởi đống quần áo rách,
một xác chết kỳ lạ đột nhiên ngồi dậy. Chỉ cần nhìn lướt qua, có thể thấy xác chết này bị quấn đầy quần áo bẩn thỉu như được lột ra từ những xác chết khác. Hầu hết quần áo đều dính máu, lạnh lẽo, bốc mùi hôi thối, mùi như phát ra từ đây. Nửa trên của xác chết mặc nhiều loại quần áo khác nhau, từ áo sơ mi đến áo khoác, bọc kín người. Quỷ mặc đủ loại quần áo. Tô Viễn tò mò nhìn con quỷ này, không ngay lập tức khống chế nó. Toshio cũng quay mắt đen ngòm nhìn xác chết trong tủ. Ngay sau đó, quỷ tấn công Tô Viễn. Không, chính xác là tấn công Sở Nhân Mỹ. Một làn hơi lạnh lẽo đến gần, không xâm nhập vào cơ thể Sở Nhân Mỹ, nhưng bao phủ lên quần áo của cô ta, khiến quần áo trở nên kỳ lạ, phát ra ánh sáng xanh nhạt, như thể sống lại. Rõ ràng là quỷ y đang đối đầu với một sức mạnh vô hình. Rồi, trong sự mong đợi của Tô Viễn, không có gì xảy ra. Rõ ràng, sức mạnh của con quỷ này không ảnh hưởng được đến Sở Nhân Mỹ, thậm chí chỉ gây phản ứng cho quỷ y. Chỉ như vậy thôi sao? Như rơi vào trạng thái nhàm chán, Tô Viễn lắc đầu, Sở Nhân Mỹ đột nhiên xuất hiện một cây đinh quan tài. Một đầu đinh quan tài được bọc vàng, nhưng đầu kia thì không, để đảm bảo Sở Nhân Mỹ không bị ảnh hưởng bởi đinh quan tài. Sở Nhân Mỹ cầm đinh quan tài, đâm thẳng vào đầu xác chết, dễ dàng xuyên qua. Con quỷ lập tức ngã xuống, mất hết sức mạnh linh dị. Đối với hầu hết các quỷ có thực thể, đinh quan tài vẫn là một công cụ khống chế khủng khiếp đến mức không thể giải quyết. Sở Nhân Mỹ ngay lập tức dùng tóc ma quái tràn ngập, nhốt chặt con quỷ bị đinh quan tài đâm chết, kéo vào trong mái tóc đen sâu thẳm không thấy đáy. Làm xong mọi việc, tuy thu hoạch phong phú nhưng Tô Viễn vẫn không vui. Bởi vì hắn vẫn chưa tìm thấy quỷ báo chí. Chẳng lẽ mấy người đó lừa mình? Nghĩ đến đây, Tô Viễn nghĩ đến việc phải trừng phạt hai người đã lừa hắn, cho họ biết hậu quả của việc nói dối, đặc biệt là lừa dối hắn. Nhưng nghĩ kỹ lại, không đúng, quỷ báo chí thực sự có thể ở trong căn phòng này bởi vì hắn đã bị quỷ báo chí gọi điện một lần, rõ ràng là đã vô tình kích hoạt quy luật giết người của nó. Vậy nó đang ẩn ở đâu? Nghĩ đến đây, Tô Viễn lại quay trở lại phòng khách tầng 1 nhưng vẫn không tìm thấy. Bận rộn lâu như vậy mà không tìm được thứ mình muốn, ai cũng sẽ khó chịu, Tô Viễn cũng không ngoại lệ. Trong lúc bực bội, hắn đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng, sử dụng quỷ vực trăng. Có lẽ quỷ báo chí không thể được phát hiện bằng cách thông thường, mà ẩn trong một góc nào đó của ngôi nhà, cần cách đặc biệt để tìm ra. Quỷ vực 5 tầng là một ranh giới, chắc chắn có thể giúp hắn phát hiện nhiều thứ bất thường. Có lẽ triển khai quỷ vực của Sở Nhân Mỹ sẽ giúp tìm ra điều gì đó. Nhưng như vậy có thể gây ra một số vấn đề. Bởi vì khu vực Kobe của Nhật Bản hiện đang bị quỷ gõ cửa bao phủ, nếu sử dụng quỷ vực, có thể bị quỷ vực của quỷ gõ cửa đẩy ra, trừ khi trực tiếp khống chế quỷ vực của quỷ gõ cửa. Nhưng làm vậy sẽ tăng thêm nhiều rủi ro, vì trong quỷ vực của quỷ gõ cửa không chỉ có một mình quỷ gõ cửa. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Khủng Bố Sống Lại Đánh Dấu của tác giả Ái Ngoạn Hữu Ngận Thái tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 457, Ngôi nhà ma bị rời đi. Vậy liệu có đáng để mạo hiểm hay không? Câu trả lời là đáng. Không nói đến thứ gì khác, chỉ riêng việc quỷ báo chí có thể ghép lại thành một phần linh dị của Sadako đã đủ để Tô Viễn thực hiện điều này. Hơn nữa, rủi ro ở đây không phải nhắm vào hắn mà là vào trụ sở người ngự quỷ của Nhật Bản. Dù sao đây là địa bàn của họ, không phải của quốc gia hắn. Chỉ cần nhanh tay nhanh chân, rời toàn bộ ngôi nhà ma này vào quỷ vực ở làng Hoàng Sơn của Sở Nhân Mỹ, chẳng lẽ quỷ báo chí có thể chạy thoát sao? Nói dễ làm khó, nhưng thực hiện được mới là vấn đề. Ngoài ra, dù trụ sở người ngự quỷ Nhật Bản có biết thì sao? Hắn không phải là người dẫn quỷ gõ cửa đến, chẳng lẽ họ có thể đổ hết tội lỗi lên đầu hắn? Nếu đúng là như vậy, Tô Viễn cũng không phải loại dễ bị bắt nạt. Nếu nói về lý lẽ, hắn có thể vô lý hơn bất kỳ ai. Hơn nữa, để ngôi nhà ma này ở đây mãi mãi là một nguy cơ tiềm ẩn. Nếu một ngày nào đó ngôi nhà không thể giam giữ các con quỷ trong đó, chắc chắn sẽ là một rắc rối lớn. Bây giờ hắn xử lý ngôi nhà này, vô hình chung cũng giúp trụ sở người ngự quỷ giảm bớt nguy cơ từ sự kiện quỷ gõ cửa. Nói trắng ra, họ nên cảm ơn hắn mới phải. Nhưng cảm ơn thì không cần, ngôi nhà này hắn sẽ nhận lấy. Sau khi quyết định, Tô Viễn lập tức hành động, triển khai quỷ vực bao phủ toàn bộ ngôi nhà. Không ngoài dự đoán,
quỷ vực của Sở Nhân Mỹ tại làng Hoàng Sơn và quỷ vực của quỷ gõ cửa xuất hiện sự xâm nhập lẫn nhau. Mờ mờ khiến Tô Viễn có cảm giác bị đẩy ra ngoài. Mỗi con quỷ có quỷ vực đều rất đặc biệt và khả năng của quỷ vực cũng không giống nhau. Ví dụ, quỷ vực của quỷ chết đói có thể khiến người hít thở khí mù xám sinh ra quỷ anh. Quỷ vực của Dương Gian có thể tự tái khởi động và thậm chí có thể đẩy lùi những con quỷ có cấp độ linh dị không quá cao. Quỷ xương của Phùng Toàn cũng là một dạng quỷ vực khác, có thể hòa tan người thành xương mù, mở rộng phạm vi quỷ vực. Còn lửa quỷ của Lý Quân thậm chí có thể đốt cháy cả những con quỷ. Quỷ vực của quỷ gõ cửa có thể mang theo những con quỷ không có quỷ vực, còn quỷ vực của Sở Nhân Mỹ có thể chứa đựng những kiến trúc đặc biệt. Nếu không phải vậy, Tô Viễn cũng không dám nghĩ đến việc di rời toàn bộ ngôi nhà ma này. Quỷ vực đen tối bao phủ lấy bản thân và cả ngôi nhà ma, Tô Viễn vừa sử dụng quỷ vực để kéo ngôi nhà đi, vừa đối kháng với quỷ vực của quỷ gõ cửa. Quỷ vực của quỷ gõ cửa tuy đã mở rộng phạm vi nhưng thực ra lại không mạnh lắm, so với quỷ vực của quỷ sứ còn kém xa, thậm chí còn thua cả quỷ vực của Toshio. Có thể nói, trong lĩnh vực quỷ vực, Tô Viễn đã vượt qua đại đa số người ngự quỷ hiện nay, thậm chí còn mạnh hơn nhiều con quỷ thực sự. Sở Nhân Mỹ là con quỷ đầu tiên được ghép lại, linh dị và mức độ sử dụng của nó rất cao. Ngay lập tức, quỷ vực đen tối thay thế quỷ vực của quỷ gõ cửa trong khu vực này. Đặc biệt, khi Toshio lan tỏa một làn sương mù xám ra, tình hình lập tức thay đổi. Lúc này không còn là sự xâm nhập và đẩy lùi lẫn nhau giữa các quỷ vực, mà là khu vực này đã bị quỷ vực của Tô Viễn hoàn toàn chiếm lĩnh. Quỷ vực của quỷ gõ cửa thậm chí không thể xâm nhập vào khu vực này một chút nào, thậm chí bóng đèn khí cầu treo lơ lửng trên bầu trời cũng biến mất. Như thể chúng đã rời khỏi đây và đi dạo ở nơi khác. Ngôi nhà ma này quả nhiên có điều đặc biệt, ngay cả quỷ vực của Sở Nhân Mỹ cũng khó có thể di rời nó vào làng Hoàng Sơn ngay lập tức. Như thể có một sức mạnh linh dị nào đó đang chống lại quỷ vực. Mặc dù quỷ vực của Sở Nhân Mỹ đã bao phủ ngôi nhà, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Một khi thu hồi quỷ vực, ngôi nhà vẫn đứng nguyên tại chỗ. Khi Sở Nhân Mỹ dùng quỷ vực để di rời ngôi nhà, tiếng chuông điện thoại vang lên lần nữa. Và điều đáng sợ hơn là, trong khu dân cư gần đó, không ai khác, tất cả điện thoại đều reo lên như chuông tử thần. Đó là quỷ báo chí. Quả nhiên là ở trong ngôi nhà này, không muốn ta rời ngôi nhà đi, ta cứ không để ngươi toại nguyện. Ánh mắt Tô Viễn lóe lên ánh sáng dữ tợn, hiện tại là Sở Nhân Mỹ ở bên ngoài, nên hắn có thể hành động không cần kiêng dè. Hắn cầm điện thoại lên và nghe máy, không quan tâm đến lời nguyền của quỷ báo chí. Còn điện thoại nhà người khác, chẳng liên quan gì đến hắn. Khi điện thoại được kết nối, điều kỳ lạ là không có tiếng nói nào bên trong, chỉ có tiếng thì thầm đáng sợ, như tiếng kêu than của vô số người, cũng như tiếng chửi, rủa, cầu xin, gọi tên, tất cả những gì hắn nghe thấy đều là những tiếng thì thầm này. Bỗng nhiên, chuông điện thoại ngừng lại. Quy luật giết người của quỷ báo chí đã kích hoạt. Tô Viễn cảm thấy như có thứ gì đó khác thường tấn công mình. Ngay sau đó, Sở Nhân Mỹ xuất hiện cảnh tượng đáng sợ. Chiếc áo xanh của cô ta lập tức phát sáng màu xanh, như thể đang đối kháng lại thứ gì đó. Tóc ma đứt gãy gần hết, trên trán Sở Nhân Mỹ xuất hiện vài vết nứt nhỏ, khóe mắt chảy hai dòng máu. Rõ ràng, đối diện với linh dị tất sát của quỷ báo chí, Sở Nhân Mỹ chịu thay Tô Viễn đã bị tổn thương không nhỏ. Nhưng quỷ khác người, quỷ không thể bị giết. Điều này có nghĩa là Sở Nhân Mỹ sẽ không gặp chuyện gì. Vì vậy, dù tóc ma bị đứt, nhưng chỗ đứt vẫn mọc lại, vết nứt trên trán đang lành, máu ở khóe mắt cũng dừng chảy, việc hồi phục chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng Tô Viễn không hài lòng, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ngay sau đó, trong quỷ vực, hình ảnh mờ nhạt của ngôi nhà lập tức trở nên rõ ràng, một ngôi làng kỳ dị phá vỡ mọi giới hạn. Từ linh dị tiến vào hiện thực, cùng lúc đó, làn sương mù xám lan tỏa từ Toshio cũng hòa vào quỷ vực của làng Hoàng Sơn. Ngôi nhà ma này dường như hoàn toàn mất đi linh dị, bị khống chế và kéo vào quỷ vực của làng Hoàng Sơn. Ngôi nhà ma đã vào tay, đi thôi. Sau khi hoàn thành tất cả, Tô Viễn biến mất, con phố gần đó và các tòa nhà thay đổi hoàn toàn, nhưng đó không phải việc hắn cần quan tâm. Hắn vốn ở trong khu dân cư thành phố, nhưng giờ lại xuất hiện ở một bãi biển gần thành phố Kobe, nơi chưa bị quỷ vực của quỷ gõ cửa bao phủ. Sự thay đổi đột ngột này khiến mọi thứ trước đó như một cơn ác mộng. Quỷ vực xâm nhập lẫn nhau, Tô Viễn mang theo ngôi nhà ma thoát khỏi quỷ vực của quỷ gõ cửa, tạm thời rút khỏi thành phố Kobe đáng sợ.
Chương 458, nhu cầu của hai bên. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Thành phố Kobe, 7 giờ sáng. Ngày hôm nay, thành phố chìm trong sự hoảng loạn và bất an vì buổi sáng nay, mặt trời không mọc. Cả thành phố bị bao phủ bởi một màn đen tối. Dù đã là ban ngày, bầu trời vẫn tối đen, khiến ban ngày như đêm. Cư dân thành phố mới bắt đầu nhận ra điều bất thường và bắt đầu bàn tán. Điều đáng sợ hơn là có một tin đồn bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội của thành phố Kobe, Nhật Bản. Người ta nói rằng trong bóng tối sẽ có một ông lão đã chết từ lâu đến gõ cửa nhà bạn và những người nghe thấy tiếng gõ cửa sẽ chết một cách kỳ lạ. Lúc đầu, nhiều người không để tâm, chỉ coi đó là một tin đồn hài hước, không đáng tin. Nhưng theo thời gian, ngày càng nhiều người chết một cách bí ẩn, đồng thời có người tận mắt nhìn thấy ông lão đáng sợ đó đứng trước cửa nhà người khác và gõ cửa, thậm chí còn có người gan dạ chụp được ảnh. Tuy nhiên, dù vậy, vẫn có rất nhiều người không tin. Nhưng cho đến khi mọi người phát hiện trên bầu trời bắt đầu trôi nổi những chiếc đầu người đã chết từ lâu, một khu vực nào đó lan tỏa một làn sương trắng kỳ lạ, những người vào đó đều không trở ra, thành phố lập tức chìm trong hoảng loạn. Tâm lý hoảng loạn bắt đầu lan rộng trong bối cảnh sự kiện linh dị quy mô lớn này đang diễn ra. Điều đáng sợ là, nỗi kinh hoàng vẫn đang tiếp diễn, không ai biết khi nào nó sẽ kết thúc. Lúc này, ngoại ô thành phố Tân Hải, bên ngoài một căn biệt thự trang trí xa hoa. Trong một thư phòng trên tầng thượng, Tô Viễn đang cầm điện thoại trò chuyện với ai đó, còn Sử Tiến ngồi trên ghế sofa đối diện có chút bất an. Khó có thể tưởng tượng được, hắn lại cảm thấy bất an. Dĩ nhiên, không phải vì căn phòng trang trí quá đẹp, quá xa hoa mà cảm thấy bối rối, dù sao nhà hắn cũng rất giàu có. Mặc dù ngạc nhiên khi Tô Viễn có thể nhanh chóng sở hữu một khối tài sản lớn như vậy, nhưng điều thực sự khiến Sử Tiến phấn khích là việc Tô Viễn nói rằng có thể giúp hắn nắm giữ sức mạnh linh dị. Thực sự có thể sao? Thực sự có thể làm được sao? Nghĩ đến việc bản thân cũng có thể sở hữu sức mạnh mà người bình thường không thể đạt được như người anh em thứ tư, Sử Tiến không thể không phấn khích. Dù có vẻ như phải trả một cái giá rất lớn. Lúc này, Tô Viễn đang trò chuyện với ai đó, người trò chuyện với hắn là Dương Gian. Cái gì? Cậu nói cơ thể của cậu có vấn đề, không lẽ không ổn rồi sao? Ừm. Cậu có nghĩ đến việc sẽ làm gì với các bạn gái của cậu không? Tôi nghĩ cơ thể tôi rất khỏe, hay là... Ha ha, đùa thôi mà, cậu nói có cách nào giải quyết vấn đề suy thoái cơ thể của cậu không? Dĩ nhiên là có. Cách thì phải đến Đại Kinh mới nói cho cậu được, đừng lo, khi nào đi nhớ gọi tôi một tiếng, vài ngày nữa phải không? Được, cứ quyết định vậy đi. Sau khi cúp máy, Tô Viễn rơi vào suy nghĩ. Vấn đề của Dương Gian rất đặc biệt là cơ thể cậu ta gặp vấn đề. Các chức năng cơ thể của cậu ta đang dần suy giảm, một số khu vực trên cơ thể thậm chí xuất hiện tình trạng hoại tử. Nếu là người bình thường, tình trạng này đáng lẽ đã phải nằm trong phòng cấp cứu. Nhưng Dương Gian vẫn có thể duy trì trạng thái hoạt động rất khỏe mạnh, thực ra hoàn toàn là nhờ vào tính đặc biệt của quỷ bóng không đầu. Nhưng tình trạng này sẽ không kéo dài mãi. Nếu tiếp tục giữ tình trạng bệnh lý này, cơ thể của cậu ta sớm muộn gì cũng sẽ hoàn toàn sụp đổ. Dù sao, đây là sự xâm lấn của linh dị. Con đường mà tờ giấy da người chỉ ra là đúng, nhưng phương pháp lại không hoàn hảo, vẫn tồn tại những cái bẫy lớn, giữa nó và Dương Gian, một bên giống như thợ săn, một bên là con mồi. Ban đầu, giấy da người đóng vai trò thợ săn, còn Dương Gian là con mồi, nhưng do Dương Gian có hào quang nhân vật chính, hoặc nói cách khác là thợ săn giỏi nhất thường xuất hiện dưới hình dạng con mồi. Về sau, giấy da người trở thành con mồi của Dương Gian, nên tổng quát mà nói, hai bên này đúng là oan gia ngõ hẹp. Nhưng theo tình hình hiện tại, ở dài, đoạn này Dương Gian vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự hạn chế của giấy da người. Cậu ta sử dụng phương pháp mà giấy da người chỉ ra để nắm giữ quỷ bóng không đầu, nhưng phương pháp này không hoàn hảo. Cái chết không được tái sinh hoàn toàn, cộng thêm sự tồn tại của quỷ trong cơ thể con người không thể duy trì trạng thái này lâu dài. Mặc dù nhiều người ngự quỷ gặp vấn đề với cơ thể, đây là một căn bệnh phổ biến. Hậu quả của việc điều khiển quỷ, sức mạnh linh dị mạnh mẽ, nhưng cái giá phải trả cũng rất lớn. Giống như Phùng Toàn, cơ thể hầu như đã hoàn toàn hoại tử, bên trong cơ thể chứa đầy đất mộ nhưng hắn vẫn sống, một cách kỳ lạ tồn tại trên thế giới này. Nhưng tình trạng của Dương Gian không giống với Phùng Toàn. Bởi vì cậu ta điều khiển quỷ bóng không đầu, bản năng của quỷ bóng không đầu là muốn có một cơ thể hoàn hảo thuộc về quỷ.
Nếu cậu ta không thể đáp ứng điều kiện của quỷ bóng không đầu, bản năng thay đổi cơ thể sẽ ngày càng mạnh, đến mức ảnh hưởng đến suy nghĩ của cậu ta, thậm chí dẫn đến ác quỷ hồi sinh một lần nữa. Chính vì nhận ra điều này, Dương Gian mới gọi điện hỏi, có lẽ cậu ta nghĩ rằng Tô Viễn, người luôn bí ẩn, biết nhiều điều, có thể có cách giải quyết vấn đề của mình. Đáng tiếc là cậu ta không biết, Tô Viễn tỏ ra biết nhiều như vậy, thực ra chỉ vì đã đọc nguyên tác và là fan nguyên tác mà thôi. Nhưng Dương Gian tìm đến Tô Viễn cũng không sai, Tô Viễn thực sự có cách giúp cậu ta khôi phục cơ thể bình thường, quỷ bút ước nguyện có thể dễ dàng thực hiện điều này. Chỉ là cái giá phải trả khá lớn, phải hy sinh một con quỷ, điều này khiến Tô Viễn xót xa. Vì quỷ trong tay hắn không phải từ trên trời rơi xuống, cũng không phải do gió thổi tới, mà là do hắn cực khổ bắt được. Dùng một con là mất một con, mỗi con đều có tác dụng, cần phải giữ lại để đề phòng tình huống bất ngờ, nên trừ khi Dương Gian sẵn lòng trả giá, nếu không hắn sẽ không chủ động đưa ra giải pháp này. Tuy nhiên, ngoài cách này, còn có cách khác, chẳng hạn như Phương Thế Minh trong vòng bạn bè, con quỷ mà hắn điều khiển cũng rất phù hợp. Đó là một con quỷ rất đặc biệt, có sức mạnh linh dị rất đặc biệt, sau này Dương Gian lấy được, cũng giải quyết vấn đề cơ thể của mình. Tóm lại, chuyến đi đến Đại Kinh là không thể tránh khỏi, cả với Dương Gian lẫn Tô Viễn, đều không thể tránh khỏi. Dương Gian cần con quỷ trên người Phương Thế Minh, còn Tô Viễn cần lấy tấm vải bọc xác và chiếc kéo quỷ của hắn. Hai thứ đó, Tô Viễn nhất định phải có cho bằng được. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Khủng Bố Sống Lại Đánh Dấu của tác giả Ái Ngoạn Hữu Ngận Thái tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendọcviệt.com. Chương 459, Quỷ Tâm. Dương Gian chuẩn bị đi đến Đại Kinh và Tô Viễn cũng vậy. Tuy nhiên, trước đó, cần phải chuẩn bị một số điều nhất định. Ít nhất thì Tân Hải Thị cần có người giám sát, vì Tô Viễn biết rằng chuyến đi này đến Đại Kinh sẽ không yên bình. Hắn không muốn hậu phương bốc cháy, khi đang lấy quỷ kéo thì Tân Hải lại gặp vấn đề. Đây chính là lý do tại sao hắn chọn Sử Tiến. Một là người này đã liên quan đến sự kiện linh dị, hai là chọn một người mà mình biết rõ sẽ tốt hơn so với người do tổng bộ phái tới. Nghĩ đến đây, Tô Viễn nhìn về phía Sử Tiến, người đã chờ đợi một thời gian dài, và hỏi, cậu đã sẵn sàng chưa? Ừ, tôi đã sẵn sàng. Sử Tiến thông minh không dò hỏi Tô Viễn vừa nói chuyện với ai. Nhưng khi Tô Viễn hỏi câu này, rõ ràng là hắn vẫn có chút lo lắng. Cậu phải biết rằng, một khi bắt đầu, dù thành công hay không, đều không có đường lui. Hơn nữa, sức mạnh của linh dị không đẹp đẽ như cậu tưởng tượng. Cái giá phải trả rất cao, cậu thực sự đã quyết định chưa? Sử Tiến nở một nụ cười khổ, theo như lời cậu nói, từ lúc tôi trở thành tín sứ, tôi đã không có đường lui rồi. Đúng là như vậy. Tô Viễn gật đầu, sự tồn tại của tín sứ thực sự là một rắc rối lớn. Nhiều sự kiện linh dị xảy ra đều liên quan đến những người này. Có lẽ đã đến lúc giải quyết vấn đề của bưu cục. Ừm. Kéo theo cả Dương Gian, hoặc để anh ta giải quyết bưu cục, còn mình thì đi xem rạp chiếu phim là như thế nào. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn nói với Sử Tiến, đi theo tôi. Rất nhanh hai người đã bước vào một căn phòng khác. Phòng này được trang trí còn hoành tráng hơn, toàn bộ đều được sơn vàng, kể cả cửa cũng không ngoại lệ. Do đó, căn phòng này không lớn, giống như một phòng an toàn nhỏ. Tuy nhiên, trong phòng không có gì ngoài một chiếc gương được phủ bằng một tấm vải đen và một chiếc quan tài bằng vàng ròng. Không có gì đáng chú ý, nhưng khi nhìn thấy chiếc quan tài vàng rực rỡ này, mắt Sử Tiến sáng rực lên. Quá xa xỉ, một chiếc quan tài lớn như thế này là để cho ai? Chẳng lẽ lão tứ có sở thích này? Anh ta thích ngủ trong quan tài. Tuy nhiên, chưa kịp nghĩ ra lý do, Tô Viễn vỗ vai anh và nói, đứng trước gương, rồi kéo tấm vải đen đó xuống. Tôi không gọi thì đừng động đậy. Sử Tiến nhìn về phía chiếc gương mà Tô Viễn nói đến, chỉ thấy một chiếc gương phong cách thời dân quốc, bị che phủ bởi một tấm vải đen, lộ ra một số khung gương. Đây là để làm gì? Anh ta thầm hỏi trong lòng, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Còn Tô Viễn thì lấy ra một cây bút quỷ dị và bắt đầu viết, nhưng không ai biết hắn đang viết gì. Trong quá trình viết, căn phòng bị bao trùm bởi một cảm giác lạnh lẽo và đèn bắt đầu chập chờn như bị nhiễu điện. Đừng để ý đến những thứ này, lát nữa dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng quan tâm, nghe lời tôi mà làm. Nhìn thấy Sử Tiến có chút căng thẳng và lo lắng, trán đầy mồ hôi, Tô Viễn an ủi vài câu, rồi nhìn về phía gương quỷ.
chiếc gương quỷ được phủ bởi tấm vải đen trông vô hại. Nhưng chỉ Tô Viễn biết được nó tà ác đến mức nào. Nó có khả năng biến người thành quỷ, nhưng cái giá phải trả là người đó sẽ sớm chết đi. Mặc dù tỷ lệ thành công không rõ ràng, nhưng đã đi đến bước này thì chỉ có thể liều mà tiến tới. Bắt đầu đi. Khi tấm vải đen trên gương được kéo xuống, chiếc gương bóng loáng lập tức phản chiếu toàn bộ hình ảnh của Sử Tiến. Sự kinh hoàng bắt đầu từ đây. Gương phản chiếu Sử Tiến nhưng không hiện lên bóng của anh ta. Trong gương trống rỗng. Nhưng điều này đã nằm trong dự liệu, vì thí nghiệm ở chuyến đi Nhật Bản đã cho Tô Viễn biết gương quỷ cần thời gian để biến người thành quỷ. Đồng thời, cây bút ước nguyện bắt đầu phát huy tác dụng khi linh dị của gương quỷ kích hoạt và điều ước mà Tô Viễn đã viết trước đó bắt đầu có hiệu lực. Gương bỗng nhiên rung lên, giống như bị nhiễu, bề mặt gương xuất hiện các gợn sóng lan tỏa, từng vòng lan rộng. Đột nhiên, ngay lúc này, trong gương quỷ trước mắt Sử Tiến xuất hiện một hình ảnh. Một bóng người mờ nhạt từ sâu trong gương từ từ bước ra. Sự kinh hoàng của gương quỷ bắt đầu hiện rõ. Bóng người trong gương ban đầu rất nhỏ, chỉ to bằng ngón tay cái, xuất hiện ở giữa gương, nhưng khi bước tới, bóng người càng lúc càng lớn, càng lúc càng rõ ràng. Ban đầu Sử Tiến chỉ thấy một cái bóng đen mờ mờ trong gương, nhưng khi người đó bước được nửa đường, anh ta đã có thể thấy rõ khuôn mặt và chiều cao của người đó. Tiến thêm chút nữa, khi người trong gương đã bao phủ 2/3 gương, cả trang phục cũng rõ ràng. Đó là một người mặc đồ thể thao, da đen, dáng người cứng nhắc, khuôn mặt giống hệt Sử Tiến. Người trong gương cứ thế bước về phía Sử Tiến, dường như sắp bước ra khỏi gương. Lão Tứ, cái này, đừng động, đừng quay đầu. Chưa từng trải qua cảnh tượng quỷ dị như vậy, dù Sử Tiến tự nhận mình đã thấy nhiều thứ, nhưng lúc này anh vẫn cảm thấy hoảng sợ, muốn quay đầu cầu cứu. Nhưng bị Tô Viễn quát lên, anh chỉ có thể đứng im tại chỗ. Tô Viễn nhìn chằm chằm vào gương, khuôn mặt nghiêm trọng. Hắn biết rằng cái bóng trong gương thực chất chính là Sử Tiến đã bị biến thành quỷ. Một khi soi gương đủ lâu, cái bóng trong gương sẽ bước ra và hòa nhập vào cơ thể Sử Tiến, biến anh ta thành quỷ, cuộc sống của anh ta sẽ bước vào giai đoạn đếm ngược. Cũng chính vào lúc này, Tô Viễn bất ngờ lấy ra một xác chết mặt mày nhăn nhó, trên trán bị đóng một chiếc đinh quan tài rỉ sét, ghim chặt vào đầu. Không nghi ngờ gì, đây là xác của một người ngự quỷ. Thậm chí cả con quỷ vẫn còn trong xác, nhưng do tác dụng của đinh quan tài, nó mất đi linh dị, nên rất yên tĩnh. Để thí nghiệm này thành công, Tô Viễn đã bỏ công chọn lựa rất kỹ từ hồ sơ truy nã của Tổng bộ, chọn ra kẻ này. Những kẻ có trong hồ sơ truy nã của Tổng bộ, hầu hết đều là người điều khiển quỷ có tiền án. Do đó, Tô Viễn không hề do dự khi xử lý họ. Và con quỷ mà kẻ này điều khiển cũng rất đặc biệt, đó là một trái tim quỷ. Một trái tim thuộc về quỷ. Chương 460, sự khác biệt do con người tạo ra. Một trái tim thuộc về quỷ, thậm chí có thể ảnh hưởng đến chính con. Quỷ, tiếng đập tim kỳ quái đó thậm chí còn có thể làm gián đoạn quy luật giết người của quỷ. Khi bắt giữ gã này, hắn như con thú bị dồn vào đường cùng, muốn dùng việc quỷ thức tỉnh để kéo Tô Viễn chết chung. Ngay cả Kazako cũng bị ảnh hưởng bởi trái tim quỷ đó, hành động rõ ràng bị chậm lại. Vì vậy, việc bắt giữ gã này tốn không ít công sức. Nhìn cái bóng kỳ quái trong gương chuẩn bị bước ra, Tô Viễn không do dự nữa. Trong chớp mắt, hắn biến thành hình dạng của Kazako, rồi dùng một tay thọc vào lồng ngực xác chết, rút ra một trái tim quỷ dị. Mục nát, đen sạm, khô héo, cứng ngắc và tỏa ra mùi hôi nhẹ. Nhưng trái tim này vẫn có thể đập kỳ quái, như thể còn sống. Đó là vì thoát khỏi sự kiềm chế của đinh quan tài, trái tim quỷ lại đập trở lại, linh dị của nó rất đáng sợ, tiếng đập tim kỳ quái này có thể ảnh hưởng đến người sống và cả quỷ. Người sống dưới ảnh hưởng của tiếng đập tim rất khó sống sót sau lần đập thứ bảy, còn người điều khiển quỷ có thể dùng quỷ mà họ điều khiển để chống lại. Nếu trái tim quỷ thức tỉnh, đây sẽ là một con quỷ giết người không phân biệt, vì chỉ cần có người sống gần đó, sẽ bị ảnh hưởng bởi trái tim quỷ. Phạm vi ảnh hưởng có bao xa thì còn chưa rõ. Hiện tại, linh dị của trái tim quỷ đang phát huy tác dụng, tất nhiên không ảnh hưởng đến Tô Viễn, còn Sử Tiến mặc dù vẫn là người bình thường, nhưng vài nhịp đập của trái tim quỷ thì vẫn chịu được. Không do dự nữa, lúc này, Tô Viễn trực tiếp mở ra quỷ vực đen đặc tụ thành một ánh sáng, nhập vào cơ thể Sử Tiến. Ngay sau đó, trái tim quỷ trên tay Tô Viễn đã biến mất, được chuyển vào cơ thể Sử Tiến,
thay thế vị trí của trái tim nguyên bản. Con người không có tim có thể sống không? Không thể. Nhưng nếu thay bằng một trái tim quỷ thì sao? Cũng không thể. Vì người bình thường không thể chống lại sức mạnh linh dị. Việc Tô Viễn làm lúc này chỉ đơn giản là nhét thô bạo một trái tim quỷ vào cơ thể Sử Tiến, chứ không phải để sức mạnh linh dị được điều khiển. Như vậy, không có tác dụng gì, không ngoài dự đoán, Sử Tiến sẽ sớm bị trái tim quỷ giết chết. Trái tim quỷ nhập vào, Sử Tiến chỉ cảm thấy lạnh lẽo, tê liệt, cứng đờ. Với sự xâm nhập của quỷ vực, Sử Tiến cảm thấy một vùng lớn trên lưng mình đã hoàn toàn mất cảm giác. Tiếp theo là cảm giác khác lạ, nhiệt độ cơ thể giảm xuống, máu đông lại, hô hấp yếu đi, như thể sắp chết. Khi trái tim quỷ thay thế trái tim nguyên bản, Sử Tiến cảm thấy máu ngừng chảy, chân tay mất sức, cuối cùng cả tai cũng không nghe thấy gì. Ngoài tiếng đập tim kỳ quái không rõ nguồn gốc và ý thức tự nhận thức, anh ta coi như đã chết, trở thành một xác chết. Nhưng lúc này, Sử Tiến chưa hoàn toàn chết, khuôn mặt anh ta hiện lên vẻ đau đớn tột cùng, cảm giác chết vì vấn đề tim mạch thật kỳ quái và kinh hoàng. Ý thức bắt đầu rối loạn, mắt càng lúc càng mờ. Não bắt đầu khó nghĩ, gần như đã chết. 10 giây, 2, 10 giây, 30 giây, 1 phút, 2 phút. Thời gian đau đớn trôi rất chậm, nhưng khi thời gian trôi qua, Sử Tiến cảm thấy bớt đau đớn hơn, ý thức cũng dần mất đi. Đây là rủi ro khi điều khiển linh dị. Cũng vào lúc Sử Tiến sắp chết, tiếng đập tim kỳ quái chuẩn bị ảnh hưởng đến xung quanh, thì lúc này thứ trong gương quỷ cũng xuất hiện. Đó là một người có khuôn mặt, chiều cao, diện mạo và trang phục giống hệt Sử Tiến. Không, chính xác hơn, đó là một tấm da người ba chiều được bơm căng. Da người giống hệt Sử Tiến, nhưng kỳ lạ là có thể đi lại như người thường, với bước đi cứng ngắc, khuôn mặt biểu cảm giống hệt Sử Tiến, từ gương quỷ bước ra, sau đó hòa vào Sử Tiến. Cùng lúc đó, một giọng nói kỳ quái và lạ lùng vang lên trong đầu Sử Tiến, kéo lại ý thức gần như tan biến của anh ta. Kha 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 kha, đó là tiếng cười kỳ quái và tuyệt vọng, chói tai và rùng rợn, đó là hành động của Kazako. Nó là bên thứ ba trong quá trình tạo ra người điều khiển quỷ, giữ cho ý thức của Sử Tiến không bị tiêu tan. Sử Tiến từng vào nhà của Kazako, từ lúc đó đã bị nguyền rủa, vì vậy Kazako có thể dùng lời nguyền để lấy mạng anh ta. Cũng có thể dùng lời nguyền để bảo vệ anh ta khỏi sự xâm lấn của các lời nguyền khác. Đây là khả năng song hướng, giống như lời nguyền của hộp nhạc, cũng là một nước cờ của Tô Viễn. Chỉ cần khoảnh khắc này, cơ hội đã xuất hiện. Dưới ảnh hưởng của quỷ bút ước nguyện, da người do gương quỷ tạo ra đã hòa nhập vào cơ thể Sử Tiến, lúc này Sử Tiến đã trở thành quỷ. Quỷ thật sự không thể bị giết chết. Do đó, trong bóng tối không thể nhìn thấy, cuộc chiến giữa quỷ và quỷ đã bắt đầu. Trái tim quỷ muốn chiếm lấy cơ thể Sử Tiến, trước hết phải vượt qua Sử Tiến đã trở thành quỷ. Da người do gương quỷ tạo ra, trái tim quỷ không thể kiểm soát, cuộc đấu tranh tiềm ẩn bắt đầu. Trong khoảnh khắc này, tiếng đập tim bị giữ chặt trong cơ thể Sử Tiến, không thể ảnh hưởng đến xung quanh, vô hình, cuộc đấu tranh giữa linh dị và linh dị đã bắt đầu. Thỉnh thoảng có thể thấy cảnh tượng này, da của Sử Tiến đen sạm, xanh xao, như đã chết từ lâu, nhưng dưới lớp da của anh ta. Thỉnh thoảng lại phồng lên, rồi lại xẹp xuống, như có thứ gì muốn phá ra nhưng không thể xuyên qua lớp da đen sạm đó. Giữa hai bên, dường như duy trì một sự cân bằng tinh tế. Anh ta vẫn nhắm mắt, như không thể tỉnh lại, linh dị của Kazako duy trì ý thức của anh ta, nếu không có gì bất ngờ. Chỉ cần linh dị của gương quỷ kéo dài, cuộc đấu tranh giữa linh dị sẽ kéo dài rất lâu, cho đến khi cả hai bên đều rơi vào trạng thái chết lâm sàng. Khi đó, việc tạo ra dị loại sẽ thành công. Nhưng mọi việc không bao giờ hoàn hảo như tưởng tượng, linh dị của gương quỷ rất ngắn ngủi, không thể kéo dài vài ngày, điều này có nghĩa là cuối cùng, thí nghiệm này sẽ thất bại. Tô Viễn đã dự đoán điều này, hắn lại sử dụng quỷ bút ước nguyện, đưa ra điều ước thứ hai. Các bạn vừa nghe xong tập 46 của bộ truyện Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu của tác giả Ái Ngoạn Hữu Ngận Thái tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.